Xin chào các bạn. Video này mình sẽ bán ba cây rát. Đầu tiên là mặt bông sổ nè. Bông sổ rất đẹp, màu đậm. Cái màu nó đậm hơn cái video mình. Cái máy mình quay nó hơi yếu. Cái mặt bông này mình sẽ bán chi hướng 2 thân 150, 2 thân đang hoa luôn nha, mắt ngủ đầy đủ. Hướng này nè, hướng 2 lá này, mắt ngủ đầy đủ luôn. 150 bao ship. Rồi cái cụm này là Inland Star, hoa này Inland Star, hoa này thơm mùi gừng. Mình bán hướng cắt ra nha, cái chậu này mình cắt ra 5 thân 100.000 bao ship luôn. Đây, Inland Star, hoa thơm mùi gừng nha các bạn. Đây, rồi, cái cụm này nè, mình sẽ chia các bạn nè, cắt ra 5 lá. Nó hướng đầu luôn, đầy đủ mắt ngủ. Rồi, còn cái chậu này là chậu bi quật lây. Bi quật lây đang hoa luôn, đi hai hướng. Cả chậu này tới 13 thân. Đây, để bấm lại cho các bạn ngắm cái hoa bi quật lây này. Nó bị chói nắng. Đây. Đang hoa. Chậu này 13 thân nha các bạn. Chậu này là 108 cả ship. Chỉ có 3 lá đuôi nó bị côn trùng chích thôi. Nó có màu nâu á. Chích lá màu nâu, không sao hết nha. Cái chậu này 108 bao ship luôn. Bi quật lây hoa rất đẹp, màu vàng. Có nắng nhìn lung linh luôn. Nó là cánh sáp á các bạn. Cánh sáp rất lông tàn nha. Cây này nhìn rất là dễ thương. Rất là đẹp. Ghép lũa cũng phù hợp luôn, trồng chậu cũng ok. Đó, nguyên chậu rất là nhiều thân nè, 13 thân luôn các bạn. Rồi, chậu này 180 bao ship nha. Bạn nào thấy hợp nhãn ủng hộ mình nha. Rồi, bạn ngắm lại cái hoa này. Cái rát sổ nè, màu ở ngoài nó đậm, màu thực tế ngoài nó đậm hơn. Cái máy mình quay thì nó hơi sáng. Nhắc lại nha, 2 thân 150 bao ship, đang hoa luôn, mắt ngủ đầy đủ. Inland Star, hoa thơm mùi rừng, cụm 5 thân 100 bao ship. Rồi.
Rồi bạn nào thấy hợp nhãn ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn, mình sẽ kết thúc video ở đây. Thank you.